Hôm nay tôi phỏng vấn một cái người rất là đặc biệt. Anh tên là tiến sĩ Gregory P. Smith. Anh là người Úc. Và cái câu chuyện của anh là minh chứng cho tất cả các bạn là bất kể lúc nào các bạn muốn có sự thay đổi, muốn trở nên tốt hơn đều có thể làm được hết. Thì tiến sĩ Gregory 10 tuổi thì bị bố mẹ chia tay, bố mẹ mới quăng vào trong cái gọi là trại trẻ mồ côi cùng với chị của mình. Cho nên lớn lên tâm lý rất là bất ổn, là rất là khó chịu, rất là cộc cằn, trở thành là sociopath, là những người mà gọi là phản đối lại toàn bộ xã hội ấy. Rồi sống cuộc đời là một người homeless như các bạn, là người ăn xin, nằm ngủ lề đường rất nhiều chục năm, đi bỏ vào trong rừng, sống ở một đời người trong rừng ẩn cư vậy đó 10 năm. Ngày sau đó quay lại đi học, trở thành tiến sĩ, trở thành một tấm gương mà gọi là tạo nghiệp, cái nguồn cảm hứng vô tận cho rất là nhiều người. Cho nên nếu như bạn nào cảm giác là mình không thay đổi được, hãy nghe câu chuyện này.